Thưa quý vị, thực hiện theo lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Phong trào thi đua dân vận khéo được cả hệ thống chính trị quận Hải Châu hưởng ứng và triển khai rộng khắp đến các tổ chức cơ sở đảng, khu dân cư và nhân dân. Nhiều mô hình trên các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh đã phát huy tác dụng và được nhân rộng, lan tỏa trên địa bàn quận, như tiếng loa an ninh, thu gom và phân loại rác thải xây dựng quỹ an sinh xã hội, khu phố Bình Yên, Hải Châu Ngày Mới, kết nối yêu thương, cuộc vận động Ba Hưng. Đặc biệt, các mô hình của lực lượng vũ trang trên địa bàn được duy trì nhiều năm liền. Và qua quá trình theo dõi, thì công an phường cũng nhận thấy là các mô hình mà khi áp dụng vào trong thực tế thì đòi hỏi ở mỗi địa bàn, mỗi khu vực khác nhau phải có cái sự vận dụng tương đối là linh hoạt và phải phù hợp với từng cái thời điểm cũng như từng cái địa bàn, thì hiệu quả của các mô hình mang lại sẽ là rất lớn. Bên cạnh đó, lãnh đạo quận Hải Châu cho biết, hiện tại trên địa bàn quận vẫn còn một số mô hình chưa đạt hiệu quả, tên gọi còn dài, nội dung khó thực hiện và không còn phù hợp với thời điểm hiện nay. Trong thời gian đến, quận Hải Châu sẽ triển khai có chất lượng các phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn. Thường trực quận ủy đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng cũng như là chính quyền và mặt trận đoàn thể các cấp tiếp tục nhân rộng triển khai các cái mô hình dân vận khéo trên địa bàn của quận Hải Châu. Những mô hình nào hay hiệu quả thì chúng ta tiếp tục nhân rộng lan tỏa, còn những cái mô hình nào mà nó không hiệu quả hoặc đó không còn phù hợp nữa thì chúng ta chấm dứt. Và khi xây dựng các mô hình mới thì phải đạt được cái tiêu chuẩn 4D, đó là dễ nhớ, dễ vận động, dễ triển khai thực hiện và dễ đạt hiệu quả. Với những mô hình chất lượng sẽ góp phần lan tỏa phong trào thi đua dân vận khéo, nhất là vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước, thực hiện mục tiêu phát triển của quận. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh chính trị, an ninh quốc phòng trên địa bàn thành phố.